Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo. Tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh qua đây ha. Cái gì? Mày đừng có nói nhiều. Mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao ha, rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày. Thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà. Thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này sinh ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu. Ước gì bây giờ tự nhiên ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, còn gì nữa đó hả? Trời ơi, có rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn trời. Tiền. Có gì đấy? Ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày mày ơi, 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 ơi. Heo. Heo của con khỉ. Tôi lại đâu mà kêu heo. Ông ăn cướp đồ tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi. Tự nhiên ở trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng như chơi thú nhúng vậy má. Xuống đi. Chết mẹ, sao giờ xuống không được. Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì vậy ông nội ơi? Lấy coi nó bị kẹt cái gì vậy? Ây à, cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, bà vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra nó ta ăn cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Chị biết hả? Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi. Năm muốn chết. Chết rồi. Ba Gia đúng rồi. Chết rồi. Ba Gia đúng rồi. Tôi đi nha. Ê ê ê. Ba. 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 Trời ơi, bà đi. Để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ,
dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nó vậy? Bắt được. Đứng lại, đứng lại. Trời ơi, bên đây là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không có trời. Đứng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên, lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nghĩ sao mà rồi? Bà làm cái gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà cái con khỉ, tao là ông mà. Trời ơi, ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Trời ơi, bà kẹp chiều này sao tao nói được giọng đàn ông mày? Vậy hả? Đâu buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên, dạ. Tao là đàn ông với đàn bà tao. Dạ, dạ bác, dạ bác, con xin lỗi bác. Dạ, xuống, dạ, 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 xuống, dạ, 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 xuống lại lên. Bác đợi, đợi, đợi con. Ừ, trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ, kẹt, kẹt bác ơi. Kẹt có phẹt mua tia phải không? Dạ, đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ, trời ơi. Ây da. Ây da, ui da, ui da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi, làm tao nói ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, rồi, rồi bác tự đứng lên đi bác. Bị hai cú đứng không nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi, đứng không nổi. Dạ, dạ, dạ xìu dễ mà lên khó phải không bác? Ừ. Được rồi, để con kéo bác. Đợi lên bác lên coi. Trời ơi, già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy, mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy? Dạ bác nặng quá, bác cứ cảm đi thôi, giờ bác tự xử giùm con đi, bác nặng quá. Trời ơi. Ui cha. Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ, con xin giới thiệu với bác. Con chức vụ ở đây là Security. Security má ơi. Dạ con thích cái chữ security, con gọi con quen rồi. Rồi dạ, con rồi. Kim luôn y tá của Nursing Home. Cái gì? Dạ. Cô là y tá của Nursing Home này? Dạ. Hay quá trời ơi, y tá hả? Đúng, dạ thưa bác, con là một y tá ở Nursing Home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền, sao cô giống mẹ mìn vậy? Mẹ hiền hay mẹ... mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, con xin phép bác con. Ê, khoan. Cô đi tá phải không? Dạ, dạ, dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không, tôi không, gấp. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Không. Tôi có chuyện gấp mà. Không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng. Không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu, nữa. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? À, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bà là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi rồi bà nhào bà leo hàng rào. Bác ơi bác, con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi Nursing Home này nè, bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Thôi thấy không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello. Hello honey. Oh. Long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Dạ. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ, từ trước giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi mày! Dạ, đi đi! Ê! Cái gì vậy? Dạ, dạ. Trời ơi! Dạ bác ơi! Bóng thì con thấy rồi, nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là con chưa thấy. Ở Mỹ nha! Dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha! Dạ. Lãng hoạn tôi kiện cô đó! Đi đi! Dạ, dạ, thôi xin phép bác con đi! Đi đi! Dạ, con đi nghe bác! Ê! Đừng đi! Đi đi! Đi im cho đi! Đi! Lạ quá. Trời ở trên. Đi! Dạ, con đi. Dạ, cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải. Ông là ai vậy? Cái tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi. Sếp, cứ góp mà. Tôi nè. Chủ nhân của cái giỏ.
Ủa, râu mọc lẻ vậy? Dẻ. Trời ơi. Ông ơi, ông thông cảm. Tôi phải ra tôi lấy cái vỏ này. Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó. Trời ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đó, bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền này vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị, đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi, bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi, mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa. Mà có con y tá đó tôi đâu có dám ra lấy. Tôi phải lấy với kỳ tôi dễ cái râu lên. Trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì, bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Thôi ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Ông đứng đây chi? À, tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À, thì ra cũng là con đuổi vô đây vậy. Còn lâu, không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ tôi mấy bà? Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm, mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn 4 bức tường xung quanh, buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi, ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè, bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà, nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao phải nói đó, nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc mình phải nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vì ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết. Tôi ở trong này mấy năm được tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết level là up không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất mà tỉnh nhất ở trong cái nó trên hôm này đó. Ghê vậy? Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có khoảng nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu là sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nó sinh hôm này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu dách thử nhang quá. Cha già mất nết. Du duyên. Yếu quá mà. Yếu thì yếu chứ. Làm gì đu dách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt là tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê. Dạ, ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi khỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây, đang chờ xe buýt là về. Ăn đón giao thừa, ăn Tết với mấy đứa. Chị Mưng gọi đại bàn. Đã leo lỗi luồng lách tìm bà già nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng cửa thôi đó nha. Ê, đừng có vuốt, nhột. Hả? Nhột, chồng làm. Chết lâu rồi nhột. Làm là phải cho giống. Trời ơi, mình đi một vòng mấy chục phút quay lại mà mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu quá không gặp. Oh yeah. Tới đó thôi. Không lên cái nữa là giả rớt răng liền. Trời ơi, không ngờ hai ông già này ông có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa, lạ quá. Ông bung cái giống ôm gì vậy? Ý, thôi mình rảnh, mình ra mình giải lao, mình coi cine đi.
Trời ơi. Mẹ rồi nó ngồi luôn rồi. Ai thì thôi ráng đi, ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là đóng phi cho mày coi. Dạ, vậy nhiêu tiền vé bác? 10 đô. Để con coi coi. Trời ơi, nói giá chi vậy, để cho nó đi đi. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? Một đô hả? Dạ. Cho bà con khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Hả? Trời ơi. Dạ, bởi vì cái gì cũng nhanh. Hả? Cái như gà, cái xong à. Khúc cuối mà đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mày ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bác. Bác con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà hả? Con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống cái là dán sao đóng băng y chang kìa á. Mày đi đi mày ơi. Dạ, con đi cũng được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm cái gì cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah, oh yeah. Yes. Oh, oh my God. 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 Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my God. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ê, ông nè. Trời ơi, tại sao quên ổng? Con Kẹp Nhi hả? Ê, trời ơi. Kẹp Nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi không có được quên ổng. Trời ơi, mày, đứng lại. Không dám quên mày luôn. Trời ơi, không dám cái gì vậy? Mày luôn. Đứng lại. Mày là người yêu ổng hả? Đứng lại. Quất mày luôn. Ông gia nào ông nội, ba tôi đó. Ba. Đứng lại, đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2, bóng hỗn hợp. Mày im đi. Không hợp con quỷ. Trời ơi, ba. Ba ơi. Ôi, con không nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Nước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Viết cái tâm thư dài thòn để ở nhà. Nói với tôi là tôi tệ bạc. Thì ra là kiếm cớ cuốn gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi. Lúc trẻ người ta bình thường, mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người mày... già như vậy nè. Quá, mà ngồi ra như vậy nè, đó. Coi nè, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà. Tao nói em dưỡng da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? Dạ, tại vì em coi phim sao rồi em... Ba nở nào? Ba ra ngoài đường, ba bôi tro trét trấu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi! Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết! Thôi, con của ông như vậy rồi, chúng ta chia tay! Ông không có được đi đâu hết, ông ở phải đây giải thích. Tới rồi! Tóc dài mà để râu nữa. Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Ông Bao, Chim Mừng gọi đại bàng. Con bắt được bà lão rồi. Con đừng Chim Mừng đại bàng gì hết. Dạ. Tôi lại cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ có... cuối rồi. Xe buýt đến mà bác cũng không đi được. Trời, bác phải... về đi tôi lại cô mà. Cô tôi lại bác cô. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong. Mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lại đi. Nè, khoan, bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới, tự nhiên nói ba tôi là anh bóng già, xong giờ lòi ra bà này là bà lão, bắt bớ vụ gì nữa là làm sao? Thì
là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi, mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm, mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à, mà không có đi được, bệnh viện người ta không có cho. Sao đây... không được? Nè cô y tá, tôi nói cô biết nha, cô có trái tim không hả? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà, gì mà phụ không cho. Năm nay á bà còn sức khỏe, biết đâu năm tới bà không còn đủ sức đi, lúc đó cũng muốn cho cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm, nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vacation rồi. Vacation gì mà nói được, mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Vacation đi đâu luôn, sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu, bà đâu phải mẹ con đâu, con tới rước ba mà. Tao chửi, có chửi mày, chửi con hả bà? Dạ thì con cũng nói sao không cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại, tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì hả? Bên cái xanh thôi mà, đi nó mà không được, bây giờ đem chồng đi theo có sao đâu. Dạ bác, bác gặp con của bà. Cái gì? Chửi đi, con đâu phải. Bà nó cũng dễ mày. Dạ con chỉ security với y tá thôi mà, con đâu có trách nhiệm nữa đâu, con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời, cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi, đi theo chi cho khó khăn con cháu, rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh, bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì à? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá, cô y tá, cô ra đây, cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở, mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ủa, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật 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 ha. Lật cái gì? Dạ mày chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ anh nói đúng á bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Đánh nè. Vậy cho bác về đón dạ. Giao thừa con. Dạ bác về với nhà con đi. Ông anh cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở một phòng, tao ở một phòng. Dạ. Bà về, bà ở về. Ở với bà. Chứ không lẽ qua ở nhà con, phòng con. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hôm nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi đó. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô y tá. Dạ tôi đi. Đường này, xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Quay. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Sao? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ. Con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc.
Giờ bác đi rồi, hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh, em đón giao thừa cho vui, chung nhà chung cửa được không anh? Chết cha bác ơi, ba con mua trâu được nghe rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ con. Ủa, nãy giờ con ghé bờ vai bác hả? Ừ. Dì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ con sorry bác, lộn bờ vai. Hèn gì thấy cái vai nó hơi sệ sệ nhão nhão. Anh hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về, em chung đón giao thừa, rồi em chăm sóc hai bác. Em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi, nói thôi chứ đừng dựa, bờ vai này 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tự dựa. Để tôi họp gia đình tôi chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy, bà y tá này bà xin về, bà thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông, để tôi quyết định với nó. Tôi rồi, quyết định với con trai mình. Nhanh không? Thấy tôi nhanh không? Quyết định nhanh nhanh đây bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Biết rồi. Dạ. Nhanh như quả tiễn gì. Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời ơi. Cho nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, cái gì phải quá giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó, hai bác ở chung phòng, em nhanh ở chung phòng cũng lương tâm à. Mà tao nhắc nha, con này nó kẹp dữ lắm á. Dạ, tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Bây giờ á, ủa, thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong nó. Đây, bắt đội đó, để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi. Đã tìm thấy được bà lão, nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Ừ, vậy thôi hả? Giờ đi, con chúc mừng mày nha. Trời ơi. Hi, mình là Mỹ Tâm. Hôm nay mình lớn sân vô sau bích. Mình hát cho các bạn nghe nha. Em đẹp không cần son phấn. Xin thầm xin rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn cho mình em áo dài. Duyên dáng. Duyên cái đầu mày á. Ra phụ bán bánh canh kìa. Cùng anh về phương miền vang, tình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ghét ghê vậy đó hả? Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi có một mình. Giận dễ sợ luôn à. Mà phải chi là em xấu đâu, thì em mồ côi không đành. Đằng này em đẹp quá mà. Em lộng lẫy, em lung linh, em lấp lánh quá mà. Vậy mà em mồ côi một mình 30 tuổi đầu rồi, bà già không cho lấy chồng. Trời ơi, tức dễ sợ luôn vậy đó hà. Tỷ sao 30 tuổi rồi mà không có cho lấy chồng, tức chứ. Bây giờ tức bà già quá. Ấy chết cha, nãy giờ mình nói mình tức bà già rồi mình quên. Hôm nay giờ sáng giờ chưa có selfie để bỏ lên trên mạng câu like. Mình cứ kiếm cái chỗ nào mình selfie cho nó lạ lạ coi nè. À, đây rồi nè. Cái chỗ này lạ lạ, chưa có ai selfie bao giờ nè. Cái bàn thờ. Đây, được nè. Vô coi.
gì đâu mà tao quánh mày lên bàn thờ ngồi luôn à. Bàn thờ bà ngoại mày mà cũng phóng lên mới phải phá được hả? Trời ơi. Trời ơi, Tâm ơi Tâm. Dạ. Má đặt cho con cái tên Nguyễn Thị Tâm nó đẹp quá mà. Bộ nó xấu lắm sao mày đặt Mỹ Tâm? Dạ. Trời. Mày đặt Mỹ Tâm mà chẳng lẽ nó đổi tên Kỳ Duyên. Trời. Chứ má không lẽ giờ con để con loài Tâm rồi nãy giờ tụi nó lấy tên con ra nó bán vé quá thì mày thấy không? Mày là Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Mày rảnh quá mày lên mạng nha. Mày làm cái video clip làm sao? Mà bây giờ người ta lên chở người ta không có like mày mà người ta kiếm tao người ta chửi tao banh xác. Người ta nói tao mẹ bán cánh bên cua mà giữ quánh con mà không quánh mày sao được. Con gái 30 tuổi đầu rồi mà. Ủa mày bộ mày chế độ nhúng tự động hả mày? Dạ 30 tuổi rồi tự nhiên cái nó nhúng suốt ngày vậy đó má. Đứng im đừng coi nó đi. Làm gì ướt nhẹp vậy? Dạ con đi biển mới về. Trời ơi con ơi, má đã buôn bán mệt mỏi tuốt ngoài biển từ sáng tới chiều. Tôi kêu mày ở nhà bị mẹ gái đẹp mà mày nghĩ sao mày ra biển mày tắm mà mày bận đồ bộ. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Thì má cũng nói rồi, mình là gái nhà lành mà mình phải bận đồ bộ vậy người ta mới thấy hiền lành. Dạ bận đồ bộ thế nhưng con có hé lộ nội y. Cái gì? Mày mới nói gì mà hé lộ vậy? Con nói hé lộ nội y mình có cái chút đường cong mình phải khoe chứ má. Trời ơi, vậy mà ác dễ sợ luôn má. Con vừa hé lộ nội y thôi trời ơi, nguyên một bãi biển bao nhiêu con người vừa con hé lộ một cái rồi quay lại biển vắng tanh. Trời ơi. Bởi dạ. Vậy tôi đang bán bánh canh ngon lành, tôi quay qua quay lại tôi thấy không còn người nào hết trơn, cái biển vắng que là tại mày hả? Không, con nói chơi vậy thôi chứ thật sự ra cũng còn có hai người. Trời ơi, con quay lại tôi nói gặp hai anh đứng trời ơi giảm dở vậy đó, cái con muscle mà nó bự chà bá vậy đó má. Trời ơi, cái ngực sáu múa vậy đứng trời ơi, anh cầm hai cái cây dài thì giả anh chọt cho người con. Cái gì? Đàn bà con gái mà tao lấy cây chọt cho người mà đứng im. Dạ đâu có, dạ anh cầm hai cái cây cờ đen đó, dạ anh cắm trước cái chỗ con đứng anh để là cắm xuống biển tắm để cho người khác tắm. Nhan sắc mày á chắc cỡ Hà Mã hay sao mà ta cấm mày tắm biển luôn. Con giống Hà Mã. Thái con vui quá. Giống Hà Mã vui quá. Vui làm quá má ơi, giống Hà Mã. Làm gì vui? Trời ơi bây giờ họ Hà nó có giá lắm má ơi. Dạ. Má thấy không? Hà Phương, Hà Tăng, Hà Hồ toàn lấy tỷ phú với đại gia không à. Trời ơi con Hà Mã vậy con lấy ai má? Mày lấy Hà Bá. Hà Bá nó chịu nổi mày nha. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều. Nhiều cái gì? Thôi má đừng nói. Con nói thiệt nhiều. Con biết má có phải má ruột con không? Mẹ chắc mẹ mình quá à. Sao hả? Chứ để cho má suốt ngày má cái sỉ dục nhan sắc con là sao? Má nghĩ coi con đẹp quá mà. Má nghĩ sao mà má không cho con đi lấy chồng? Lớn rồi mà không cho lấy chồng rồi tự nhiên nói ta lấy chồng về rồi không biết làm gì. Con gái đẹp á, người ta lấy chồng không sao, đúng không? Bị đẹp quá về nó nâng niu. Còn con gái xấu về nó lấy nó đánh cho nên thôi đừng có lấy. Má nghĩ thử nó có cơ hội nó đánh con à. Má nhìn cái mỏ của con đi. Trời ơi, con bao ăn với má luôn, con cạp là nó tới cùi đó má. Má nghĩ sao mà nó có cơ hội nó hãm thì hại con. Vậy má mới nói. Ừ? Hiểu không? Cái gì? Mà con nói thiệt, má kỳ quá à. Tự nhiên má hận đàn ông, rồi tự nhiên giờ cái không cho người ta lấy chồng. Ai cho không cho lấy chồng? Tôi cho lấy nhưng mà tôi không thích lấy tuổi khỉ. Ừ? Cái gì vậy? Tự nhiên tuổi khỉ nó có gì đâu, tự nhiên không lấy. Tuổi khỉ nó không có chung thủy, không có lấy. Trời, tự nhiên má dị đoan, tự nhiên cái tuổi khỉ nó không chung thủy thì người ta năm sinh năm khỉ thì người ta phải là tuổi khỉ thôi chứ làm gì. Không, tôi không có thích mấy người tuổi khỉ. Tuổi khỉ là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, cái thứ uống chanh mà không có lấy đường, cái thứ ăn bánh canh, ăn cua mà không ăn giò, ăn hành mà không ăn ngò, ăn huyết mà không ăn tiêu. Ôi má, hỏi nè. Gì? Hình này là ai mà sao ngày nào ba bữa ba cử má cũng đến đây má phân nút biến vô trong đây là sao má? Má nói quá à, con hỏi thiệt, má tại tao nói thiệt đi. Này mà má thương hay má hận mà sao má làm vậy má nhớ từng chi tiết quá vậy? Thì tôi không có ưa. Thì tôi thích cái phun nước biến tôi phun được không? Nhà này tôi là má hay là cô là má? Thì má là má nhưng mà má nhưng mà má phải cho con lấy chồng chứ giờ tóm lại là con muốn lấy chồng. Má cho con lấy nhưng không được lấy cái thằng Andy tuổi khỉ. Trời đất ơi, người ta tên Andy, người ta ở Mỹ, người ta có tiền tỷ á, rồi người ta có sức khỏe bền bỉ, điều đặc biệt là súng ống đạn bắn rình rỉ. Bắn bao giờ mà biết rình rỉ?
ý con nói là anh thích chơi game á. Dạ anh thích chơi game, anh thích bắn súng á, bắn thằng 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 thằng. Con có hứa ảnh rồi, nếu mà anh về đây con chơi ảnh liền đó. Ảnh bắn con bắn ảnh. Còn với ảnh bắn game, trời ơi mệt má quá à. Nói chung là anh đi là được rồi má ơi. Mệt quá, bây giờ muốn lấy ai cũng được, không được lấy tuổi thân, tuổi khỉ. Hôm nay tôi mời thầy Pháp tới rồi, người ta cắt duyên âm cho cô, nghe chưa? Là cô sẽ nghe lời tôi. Tôi đặt đâu con ngồi đó, không có lấy anh đi, anh biết có tuổi khỉ gì ở nhà này hết trơn rồi á. Tôi bây giờ ở nhà này tôi là chồng. Em đi party home. Who's it? Thằng 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 thằng. Bớt rửng mở lại nha. Dạ, dạ. Bớt lại. Dạ, tại em thấy anh đẹp trai quá em kìm hãm không được. Dạ. Ê. Ai mà rong rỏng ngoài vậy Mỹ Tâm? Dạ. Ai vậy? Dạ. Ê, trời ơi, xách cây kiếm. Trời ơi, cái cây dài thòn vậy là ông thầy rồi. Tôi đâu có ngờ trẻ vậy mà đắc đạo dữ vậy. Dạ rước thầy, dạ cung thỉnh thầy. Ê. Thầy là thầy phải không thầy? Vô con cổng thầy vô. Cắt duyên âm cho gia đình con. Dạ. Thầy ơi, trời ơi, tôi biết mà. Đây thầy ngồi đây, thầy ngồi đây. Mà giờ anh nói đi giờ anh là ai để cho má em biết. Thì đó, hết mẹ rồi tới con. Nha. Nghe đây. Dạ. Tôi. Dạ. Xin tự giới thiệu. Tôi ở đợi của thầy Tư. Chẳng lẽ tán cái chứ thiệt. Dạ. Dạ làm ơn rước thầy để vô giùm nè. Dạ. Không có để cho người ta nói. Dạ nói. Thầy từ từ vô. Dạ. Thầy biết là vô đây là dông nè, dông dập dìu, dông ồn ào lắm, thầy vô không có tịnh tâm được. Cho nên phái ta vô đây trước. Đây, xin mời, hãy ra đây. Dạ. Lập dạ. Đàn rồi xong hết rồi mới mời thầy vô. Con gia chủ nhà này. Rồi, xin mời. Dạ. Em có ngồi rồi. Không? Em có ngồi không? Em đừng rửng mở nữa nha. Dạ, thôi. Chừng nào kêu tới em rồi em mới lên tiếng nha. À, rồi, dạ thôi em ngồi đây. Dạ, ngồi đây hả thầy? Ngồi đó, để chờ lập đàn cái. Đây. Trời, ông thầy đó bộ đắc đạo lắm sao mà gắt dữ vậy thầy? Giúp cho chân tay. Dạ. Chùm má lại. Hả? Từ đó giờ tôi mới thấy người ta chùm đội này giống đội cao đậm vậy kì vậy. Ê, ê. Thầy thầy. Ê, từ từ. Dạ. Cứ ngồi đó, đây. Cúng là phải có lễ đàng hoàng trái cây. Dạ đâu. Đây, đó. Ủa cháu cúng cầm trái đoạn hậu vậy thầy? Kinh tế khó khăn cúng trái thôi. Nha. Dạ. Rồi chờ đó. Từ đức ơi. Dạ. Cung thỉnh thầy Tư. Cung thỉnh thầy Tư. Hôm nay có chuyện gì mà gia chủ thỉnh thầy về đây? Trời ơi, cái giọng nghe sang sảng, cái giọng biết thầy rồi. Dạ. Dạ thầy, hôm nay con muốn thầy cắt duyên âm cho nhỏ con gái con. Dạ, cho lấy chồng mà đừng lấy tuổi khỉ. Không, nó muốn. Đứng im coi. Dạ con ngồi im mà thầy. Không, đang nói hai cái giọng kia. Trời, nhà con nhiều giọng dữ rồi thầy. Nhiều giọng lắm. Dạ. Nhà này rất là nhiều giọng. Dạ. Gia chủ. Dạ. Sẵn sàng ngồi cho dông nhập chưa? Dạ con sẵn sàng rồi. Coi thằng quỷ nào đi trước tao tăng gấp dữ mày. Thầy tao, thầy tao á, tao. Ủa, thầy, thầy hả? Dạ xin lỗi thầy. Thầy thắng thì phải báo với thầy. Thầy ơi còn con nữa thầy. Chết nó. Quỷ đi. Chết nó. Trời ơi. Tự nhiên ở đâu chui với chân. Ai mẹ
con nhà này sao nhoi quá. Đứng im coi. Có sao không? Trời làm lễ cổng. Cá trà. Trời ơi, bà thắng. Bà chá, bà chá. Dòng không à. Lết bánh luôn thầy ơi. Thắng thì phải báo thầy ơi. Đi theo ông chị. Dạ con biết, con nghe nhạc là con đi à. Bà tuổi gì? Dạ con tuổi Dần. Bà tuổi Dần với bà đâu phải tuổi Ngọ đâu, bà như con ngựa vậy. Nhạc lên cứ đi. Đứng lại. Bà làm gì á? Con tưởng thầy rước con qua Campuchia chụp xuất vong. Cái con điên này tao mệt nó lắm rồi nha. À, cỡ ba cái con mày mướn tao kiểu này chắc tao chết. Mang lại. Ê cái này con biết nè. Qua tới Lào rồi. Trời ơi. Cái này con biết. Ừ. Cái này con chịu, con có đi nước này rồi. Mày đứng lại. Nhoai hoài. Thầy ơi thầy. Thầy có trục lộn công chúa Hằng Nga ở Đồng Tháp về không thầy? Thấy giống lắm. Mày tào lao. Mang lại. Dạ. Ôi. Ê cái này con biết luôn. Ấn Độ. Đó thấy chưa, giống lắm đó thầy. Tao bóp cổ mày chết. Dông không về mà cái con này nó hành tao rồi. Dạ thầy. Công nhận má con giỏi dễ sợ luôn. Đây muốn nhảy lắm đúng không? Dạ. Muốn nhảy cho bà cái nhạc này bà lên tới trển luôn. Cái gì vậy? Cái gì hả? Cái gì vậy? Cái nhạc này đưa con đi đâu rồi thầy? Đưa bà về dưới á. Thầy ơi bỏ đi thầy. Thầy nhoi hoài cái bắn chết mẹ cho rồi đi. Ôi miết. Thầy ơi thầy. Còn có lại đi. Dạ. Cái gì vậy? Hả? Sao cổ tôi vậy? Hả? Xử kiểu này xử bình thường xử không được. Đây còn có lại. Dạ đây lấy cái này cột lại đi. Cột tôi sao? Quấn nó lại. Dạ. Bộ cái vòng này nó dữ lắm hả thầy? Dữ dàng lắm. Má ngồi yên. Để con cột cho. Rồi. Trời ơi. Đi. Cái gì mà nhiệt tình dữ vậy? Cột má lại mà. Ui da. Ai mượn? Trời ơi. Dạ rồi. Ui da. Cột xuống. Ê. Thầy 30 năm rồi mới thấy cái đứng tướng này hả thầy? Con ôi da. Thầy sao quánh như con không đẻ vậy thầy? Quánh để cho cái dòng nó ra. Bây giờ bà muốn cắt viên âm không? Dạ muốn thầy. Muốn thầy cắt viên âm cúi xuống. Cái dòng này giờ thành quỷ luôn hả thầy? Thầy mới nói con quỷ đó. Không, quỷ nó thấy bà nó còn sợ nha. Cúi xuống. Dạ. Đứng kiểu này nhột quá hả thầy? Lâu quá, không đứng giờ đứng thấy kỳ. Tôi ngồi lên đây kỳ hơn. Bà con quỷ không à. Đây nè. Kim thứ nhất. Mày lên xuống rồi. Ủa mới quánh ai nha cái kẹp vậy thầy? Quánh vòng đó. Vòng nhà này thấy ghê quá, giống cô hồn á, binh đi nhiều dữ rồi thầy. Nhiều lắm. Dạ. Đây nè. Kim thứ nhất tao quánh ngươi. Dạ. Về cái tội ngựa bà. Về cái tội ngựa bà. Kim thứ hai tao quánh về cái tội lì nha mày. Lì nha mày. Ừ đó giỏi á. Đây nè, tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Sao mà mày ghét cái tuổi thân dữ vậy? Hả? Này thấy bắt đầu sai nè thầy. Sai quýnh nữa. Sai được rồi, gỡ cho má con ơi. Gỡ cái gì mà gỡ? Gỡ cái gì mà gỡ? Hả? Ê, hai đứa cái gì? Ôi, trời cái gì vậy? Mở ra. Không có gỡ mặt tao bay nữa. Cắt viên âm cái gì? Cái gì? Về. Mắc cái chân ôn gì bà cắt viên âm? Ông mắc cái chân ôn gì ông quánh đâu như con ông đẻ ông vậy? Ủa. Thích quánh được không? Ông lại mà ông vô. Ê bộ cái tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại bà. Ê bộ tuổi Dần nó ăn hết của ông cố nội xong vô ông quánh như con ông đẻ đau thấy bà nội. Dạ có đau chứ mà đừng có đứng banh càng con già này nha. Tao nói thiệt mày, tao không cắt viên âm tao cắt buồn trứng hết rồi. Ráng đi. Cái gì vậy? Ráng đi. Tôi nói cho mấy người biết. Vậy con tôi đẻ ra tôi có quyền gả, tôi gả tôi không thích gả. Nhưng mà tuổi thân mắc mới gì? Tôi không ưa tuổi thân. Cái thấy cái thứ tuổi khỉ là cái thứ không có chung thủy, cái thứ cà chớn, cái thứ má. Đi. Bỏ đi. Đừng quan tâm vấn đề đó. 37. Là đi 37. Tuổi khỉ nó tốt.
tốt cái cù lôi. Nó làm gì bà hận nó? Tôi nói cho ông biết nha, ông vô đây ông cắt được kia nghe, mà cắt không cắt được thôi. Con gái tuổi đẹp quá mà, thấy không? Nè, tâm nó đẹp quá gả ai cũng được, riêng tuổi khỉ là đừng hòng. Nó làm gì bà ghét nó? Mồi. Hả? Tại bà. Cái thứ tuổi khỉ là cái thứ à, ăn đào mà không ăn hết trái. Tại sao đó? Đó Tề Thiên Đại Thánh đó, lên cho nó hái banh vườn đào người ta ăn trái dục, ăn trái dục, ăn trái dục, thấy không? Cái thứ khỉ là cái thứ không có tốt. Hái đào thì ăn hết đi. Dẫn vô vườn đào, bao nhiêu cái đào cao không hái lựa, cái đào lùn nó hái. Tại đào lùn dễ hái, ăn xong không sình bụng, tôi sình bụng. Rồi, khi mà tôi đã bụng mang dạ chữa cái thứ khỉ già mắc toi mắc dịch ở đâu mất tiêu. Tôi phải xa xứ, tôi đẻ con. Rồi tôi bưng về đây tôi bán bánh canh cái món mà cái thứ đó đó, cái thứ thích ăn. Nha. Tôi về đây tôi bán mười mấy năm trời tôi chờ mà vẫn không về. Hả? Đồ cái thứ phản bội, đồ cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, đồ cái thứ uống nước chanh mà không có lấy đường, đồ cái thứ ăn bánh canh lấy cua mà không lấy cái bóng, lấy hành mà không lấy ngò, lấy tiêu mà không lấy huyết. Thôi, được rồi, mắt. Ông có cãi lời má, phun nước miếng vào mặt ông cho tao. Xạo. Ây cha. Trời ơi. Bấy cái gáy luôn à. Ôi, con xin lỗi má. Má ơi. Quả báo đó. Đã như quả báo. Má. Cái tuổi khỉ đó nó không phải như bà nghĩ. Đã như vậy với bà nghĩ. Hồi đó là bà dụ tuổi khỉ vô trong vườn đào. Cù lôi nè. Đang đi củi bà dụ vô vườn đào. Đúng. Bà dụ vô vườn đào bà nói là thôi vô đây ăn đi anh, ăn đi anh. Xong bà sắn cái cây vô mặt nó mang. Con nhìn đi, với cái nhan sắc này ai dụ ai? Mày nhìn đi. Nhìn đi. Đó, mày nhìn đi. Mày công đạo nói đi. Nhan sắc này ai dụ ai? 1m85. Dạ. Con thấy con chuột là con muốn xỉu rồi má ơi. Trời ơi. Cái này chắc má dụ người ta quá. Đó, thấy chưa? Bà vũ đàng hoàng, bà con, vũ con cũng thấy vậy. Dạ. Ngày xưa tao đẹp lắm. Dạ. Ngày xưa tao cao 1m88. Dạ. Tại tao nhớ thương người ta quá tao rút xuống bây giờ tao còn có 1m58. Trời. Bà chào. Ủa mà ngày xưa bà cũng y như vậy. Ngày xưa là bà rủ tôi vô vườn đào. Ông biết cái gì bà không? Bà rủ vô đàng hoàng mà. Cái thầy cắt Duyên Âm hả? Ghệ tao mà. Con này con ghệ tao. Quá the hell. Oh my god. Oh, that that đi. What do you say? It's my ghê. Trời. Ngày xưa như vậy mà bây giờ như vậy một trời và một vực. Mắc gì? Cái gì vậy má? Hỏi đo, bây giờ bà đo cũng không còn nữa đâu. Cơ nó đi hết rồi. Bà nói bà ghét tôi. Bà ghét tôi tại sao? Bà không treo ở gần dưới này nè để bà phun cái vô mặt tôi. Bà phun mắt mẹ nó đâu dép, mắt mẹ nó chiếc à. Ha. Bà còn yêu tôi. Tại sao bà cấm tụi nó lấy tụi thân? Tôi yêu không bà nào? Bà còn yêu. Tôi yêu được giọng á. Nhìn vô trong ánh mắt bà là còn yêu. Mà tôi... Ông đừng có nói cái điều đúng. Bà còn yêu tao mà. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Không. Ủa đánh đi. Má ơi, tôi về đây để xin lỗi bà đó. Không cần. Vì hoàn cảnh. Chứ tôi đâu có muốn xa bà. Khi tôi đánh cá ngoài biển rồi bão tới, vô tình tôi trôi qua nước người ta, rồi tôi đi định cư ở nước ngoài luôn. Có mấy lần nhờ người ta về tìm bà, nhưng tới đây đâu có. Bà đi biệt tích, tôi tìm mười mấy năm không có. Tôi bụng mang dạ chữa mà, sao mà tôi dám ở xứ này? Rồi tôi đẻ tâm nó lớn rồi tôi có về đây nè. Mười mấy năm nay tôi bán bánh canh ở đây nè, cái món mà mấy người thích đó. Rồi mấy người có về kiếm tôi đâu? Đâu có biết ở đâu mà về. Bữa đó vô tình thấy thằng quỷ này lên mạng cua cái con ghẹ này nè. Thấy nó xấu quá mà nhào vô coi thử. Tôi không hiểu tại sao mày lấy cái con mà xấu dữ dằn vậy. Nó con ông đó. À quên, con tao á, đẹp, nó đẹp, nó đẹp. Chắc ông đẹp dữ à. Ủa, mày nghĩ tâm là con đất đi. Ba con á má. Ba này. Nhận ba đi. Ba con. Ba. Rồi con Andy. Andy nó con tao. What the hell? Mày cứ heo cái chó hoài. Không phải. Nãy giờ con vô đây con không hiểu. Con nhờ Daddy về đây để
con chồng cổ con rồi làm sao ta được như vậy trời ơi. Ờ. Được mà. À, sao được? Mày con ruột nó con nuôi mà. Yeah. Vậy? Hả? Nó con người khác chứ đâu phải con tôi. Rồi tôi định nhào quá tôi xé xác ông rồi. Nói lại đi ba. Vậy. Tôi nó là con khác. Nuôi. Yeah, cái vấn đề là con không hiểu tại sao tự nhiên vô đây là con tưởng con có ghệ thôi, ai về Daddy cũng có ghệ nữa. Không phải, tại tao tìm bả lâu lắm mà không ra. Yeah. Tao mới lên mạng coi mày cua cái con này nè, tao thấy nó như quái thú vậy đó. Tao mới thấy mặt má nó. Yeah. Mới kêu về đây luôn lượt đó. Wow. Mày wow cái gì? Dạ không. Tại sao mày yêu nó, mày nói tao nghe coi. Dạ thật sự ra là mày muốn qua đường. Dạ không có. Thiệt nét sự đẹp là... của nó vậy mà mày thấy sao? Sẵn vô tao đây. Tao nổi da gà rồi đó. Ba, trời ơi. Không con... sao đâu con, nét đẹp đó của ba với má cộng chung lại mới ra mày mà. Cho con xin phép con lấy bình tĩnh, con nói luôn. Sẵn có... Nói đi. Mẹ của bé Mỹ Tâm ở đây. Con mới nói thiệt sự ra là lúc đầu con thấy con cũng muốn ói lắm. Dạ. Không. Em đi. Cái đó là cái lúc đầu thôi. Nhưng mà sau này rồi trò chuyện rồi con thấy bây giờ người ta thực tế quá, nhưng mà con yêu cái nét xấu đó. Mặc dù xấu mà xấu như con cóc chạy qua đường mà bị xe cán luôn á. Cái gì vậy? Rồi trời mưa xuống 2-3 lần nở ra là xe cán tiếp vẫn còn xấu luôn. Nhưng mày mà, diễn tả quá vậy mày. Không. Cái đó là cái thật sự, con là có sao con nói như vậy mà. Thôi nói chung là nét đẹp thuần chủng. Dạ đó, nói chung là cái nét đẹp thuần chủng mà không có lai tạp. Đó, bậy. Có lai tạp tao với bả. Dạ, nè con. Bao nhiêu nét xấu của tao, bao nhiêu mà nét mày xấu của bả. Mà mày là đúng không? Dạ, ý là... Mày là tủi thân đúng không? Dạ. Con yên thân đi, con là con khỉ. Dạ. Mà con có gặp con cóc này á, ha. Có 1000 lần đi nữa mà con bắt được con cóc, con nhìn thấy nó con xỉu, con mở ra, con nhắm lại, con cũng xỉu 10 lần à. No, con thử rồi. Thích lắm. Thật sự ra là con thích là cái nét chân thật vậy đó, chứ bây giờ con gái á nhiều khi đi sửa hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi sửa chung bệnh viện đưa ra đứa nào cũng giống đứa đó à. Cái nét này lạ nè, không có vô đâu với đâu hết á. Cái răng của bé Mỹ Tâm á nó như vậy nè. Cái răng của con nó như vậy nè đó. Oh my god. Buffet. Yeah. Andy. Mày nhoài quá con ơi. Andy. Bà dạy con bà vậy đó hả? 30 tuổi là chế độ nhúng tự động. Tự nhiên 30 và tự nhiên bắt đầu là nó nhúng vậy nè. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Con nãy nè, khoan đã. Vậy? Con thấy anh Andy anh nói vậy, con sung sướng quá. Sung sướng đứng im đó đi, để tôi giải quyết ông này. Chưa có chấp nhận ông chưa qua nhà này. Thôi, bà bỏ qua cho tôi đi. Không. Đừng có hận nó nữa. Dẹp. Đừng có hận tôi rồi hận luôn thằng này tuổi khỉ. Tội nghiệp nó. Tôi sẽ treo tấm hình này lên, mỗi một ngày tôi phun nước miếng nữa cho trôi chiếc dép bên đây luôn. Thôi mà. Đi đi. Thôi mà tôi nói. Đi đi. Được. Nếu bà đuổi, tôi đi. Đi. Ông đi thiệt hả? Đi rồi. Đi. Ai đuổi người ta đi rồi. Ông đi thiệt hả Tâm? Tâm. Mấy chục năm tao đợi ông, vậy mà tao nói thiên trước thiên sau ông đi hả Tâm? Mày cũng bậy lắm đáng yêu. Lý mày cản ông cho tao cũng có hàng tao hốt chứ. Tâm ơi, má thích ông thiệt. Biết mà. Mà nó nói thiên trước đi. Bởi vậy khỉ già mất nết. Mà hên là đi lẹ, đi chậm chậm tao nhổ sạch lông. Nếu nó còn đứng đây có nhổ không? Tâm ơi. Ừ. Nói ông tiến đi quay lại đi. Mày có hàng mày đi rồi tao bơ vơ tội nghiệp tao Tâm à. Trời ơi. Tâm. Hả? Đây đây. Tao mang vô khỉ già mất vô à. Thèm chết mẹ là sao? Đứng sao nghe hết rồi. Thôi dẹp đi. Về đó tôi với bà nói lại tình xưa. Còn để cho con nó có nơi có chỗ. Đẻ đứa con đẹp quá mà. Bà phi gì? Bà đẻ con đẹp quá mà. Rồi ông có đi nữa không? Đi chi nữa? Về đây phụ bà bán bánh canh. Thôi vậy quyết định là về đây bán bánh canh nhau. Yeah.
rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần, sao ngoài kia chưa có mưa. Đổ tài đồng ý ơi. Go. Hey, 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 hey. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần, sao ngoài kia chưa có tuyết rơi. Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát, bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Hát gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè bằng áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vậy vậy, mới tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật, mấy cái nhạc giật giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát. Thấy không? Cái gì? Mấy cái nhạc mà bay nhảy để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài cò bay, cò bay. Bay nhảy cái gì? Bay nhảy cái gì? Có bay cho nó được rồi. Mắc cười quá. Hát cái nhạc cà giật, người ta nhìn vô người ta cười. Già mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè, mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên ha? Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha. Tôi hát cái bài này, bây giờ ông đờn tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi, hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mưa đắng mây vẫn hay đi quê, vẫn mưa mưa rơi trên đường thì thầm, trời mưa sao không có nắng. Hay ghê không? Hát mà hát như vậy, hát như vậy. Ông tàu lao ông ơi, ông hát của tàu lao ông tôi à. Trời mưa sao không có nắng? Thì bởi hỏi trong tình yêu chứ. Mình hỏi nhiều câu cắt cớ gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có năng, không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, thấy chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh pizza mà nó tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, dễ nhất mà. Thi dễ gì? Cái cuộc thi gì Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vi Star hả? Vi Star dễ nhất. Đừng có tào lao, tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó hết. Trên cái gì? Vita tôi dễ nhất. Vita là chương trình Thúy Nga, Paris by Night ta tổ chức. Tôi đâu giờ thấy ông không? Thôi, không thấy mặt ông, ngay từ vòng loại. Vita Paris Night gì? Paris by Night. Ông, Vita của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu. Chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá, ngay gần nhà ở ngồi nè. Sống ập ập tôi vẫn hát. Biển sông đừng chỗ tôi. Phàm, rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không? Cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi à. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền. À, làm sao? Lên trên núi tôi nhìn xuống dưới đó, thấy biển trôi rồi tôi hát. Ô, rừng núi của ta. Phàm, rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim cho đạp xuống. Xong bắt đạp không? Hát quá chim bãi chân chạy bắn không được. Mấy cha đạp xuống. Tào lao quá. Đó, từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả? Hả? À, chấn thương cổ gì? Nè, sao không chỉ đây? Không, té bị bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá. Kể chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy. À, nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong viện dưỡng lão này còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay lắm. Ê, ê, ngồi xuống, ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống sao? Sao mấy hổm rài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á. Không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong viện lão này đi ra đi vô là thấy hết á. Hổm rài không thấy bà Liễu. Bị bả mấy cái môn hát bả mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. Ờ. Hổm rài cái da bả xanh xao lắm.
tôi nghĩ chắc bà uống trà xanh đó, rồi bà lấy cái xác trà bà ướp mặt bà hay sao á. Hả? Lấy trà xanh đó rồi lấy cái xác đó ướp. Chắc bà bị bệnh hay gì đó, chứ trà xanh nào mà uống xanh da cha. Bị bệnh á, tôi nghĩ bà bị bệnh hay cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu, không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ, chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô gái hay hồn trong trắng thân chưa dương bụi trần xuân. Xong dần. Thôi lên đi bà. Người ta là 15, 16 tuổi, người ta hát bài Gái Xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà Xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn Xuân của tôi khoe cái khác mà. Ôi, hát cô gái còn Xuân. Tôi là cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần à. Quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái Xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Thôi bà ơi, nhìn bà thấy gốm hả? Ôi Liễu à? Bà, thôi ông đừng nói chị mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Ý Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh đó. Khúc còn lại là của tôi, của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ yeah. Không nên nết mà lá chùm à. Ủa, làm gì ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Làm gì ganh tị? Già nhìn lại. Ở trong diễn lão mà làm như là ở bên Australia đeo vàng ngập mặt, học sàng học xoài được. Ganh tị. Ừ. Gia đình tôi có điều kiện. Điều kiện con gì? Tôi nó nói má ơi, má vô viện dưỡng lão má ở má buồn quá. Bây giờ nhà mình có tiền nhiều không biết làm gì, con mua mớ hột xoàn vô cho má bắn chim chơi. Trời ơi. Gà rồi đâu có bắn đâu. Thôi để đeo cho nó vui vậy mà. Thôi 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 nè, có tiền là để dành chữa bệnh đi, cái mặt vậy xuống sắc lắm rồi đó. Tôi xuống cũng kệ tôi. Tôi vô đây ở nghe xin lỗi đi. Gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu. Đưa tôi vô đây ở để làm gì? Tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó. Làm từ thiện thôi. Xin lỗi không cần, đây không cần. Nghe, nhà mình được cái là cái gì cũng không có mà ngoại trừ tiền. Nghe. Tiền rất nhiều, con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng. Nó nói ba không mấy 246, 357, ba chia ra ba ở chủ nhật, bạc ti nhà cuối cùng. Nói thôi, ba già rồi, đi tới đi lui mệt. Không, ba vô ba ở đi, không con chết, con chết. Tôi nói không, tao vô viện lão tôi ở cây cảnh hữu tình, cho vui. Trời trời. Tính ra như anh là được đó. Mình lớn tuổi rồi, dọn nhà dọn tới dọn lui làm chi. Dọn đúng. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn làm chi. Đi sao nổi. Chờ dọn một căn một vô Bình Hưng Hòa yên tĩnh. Ủa, có cái khu mới hả? Ừ. Khu nào hả? Nghĩa địa. Cha này vô duyên à. Vô duyên. Bán lựu đạn hả? Nổ á. Không có cái ông nào mà nhà 2-3 căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ. Không có bà nào mà con bán học xoàn mà vô đây ở hết trơn. Ủa thích vô được không? Nói có điều kiện lý do nha. Xin lỗi nha, cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp. Mình vô đây là chi? Để mình gọi là giống như mình đi gọi là ô, nhìn mấy đứa nhỏ ô trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ ô. Xin lỗi ông à, tôi không có cần gì hết. Cuộc đời tôi buồn thì lấy đờn ta hát thôi. Ô mê đi, mê đi, ô mê đi, mê đi đời ta. Hay quá. Có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vòng lại y chang mấy bài cũ. Kệ tôi à. Trời ơi trời, xin lỗi, cuộc sống của mình á, còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng. Thấy không? Tận hưởng gì? Được cái không có đẹp trai mà có duyên. Thấy không?
ai nói tôi, ê sao ông này nói chuyện có duyên giống Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, thấy không? Nè, nè. Gì? Hot girl. Gọi miết không? Gọi mà hãng điện thoại nói, ơ, kêu bạn gái đừng gọi nữa. Nhiều tiền quá, thanh toán không nổi đâu. Alo? Heo con hả? Trời ơi. Trời ơi đó, nó đâu có quen người được, nó chơi tới heo rồi đó. Heo con hả? Ờ, anh thỏ trắng đây. Không. Ừ. Thỏ mà lấy heo đẻ ra con chồn hả? Chắc vậy quá. Alo. Ừ, thỏ trắng, anh sao? Hả? À, gì? Cái gì? Mệt quá hả? Ừ. Sao? Sao? Ừ, gì? À, ông... Làm cái môi lên kìa, rớt cái môi rồi. Ờ, à, ông sao đâu? Thở, thở đi. Hả? Viết thư tay gửi bảo vệ hả? Ra lấy hả? Ờ, ờ, dạ, ờ, ông cái hả? Ờ. Ờ. Ờ, thôi, bữa sau đừng bắt hung nữa nha. Bữa hung cái ướt điện thoại, tay màn hình 2,5 triệu. Ờ, ờ, cấp máy over. Hay không? Cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bố máy á. Nó sung, phải không? Đó. Đó, bây giờ mình ra nè, mình lấy cái thư gọi là thư tay, bỏ vào bảo vệ, mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha. Đó, cuộc sống khi mà nó có cái, nó gọi là cái tình yêu đó, thì nó vui lắm. Đó. Ừ. Trời. À, đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha. Đây. Hai, hai ông bà này cũng nghi có tình ái gì nè, nha. Tình ái gì vô duyên. Cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy, nha. Chứ đâu ai hợp với ông. Ba. Gì? Có khi nào ông nói thiệt không? Ôi, cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe mệt. Không, tôi thấy thằng cha cũng lùng lùng chứ chả có duyên bà. Duyên duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi đi mê cái thằng cha mà người không ra người, heo không ra heo. Bà đợt đợt làm nhiêu mà chết mẹ. Bà gì bà không quéo dữ vậy không? Sướng nó. Sướng quá mà nó quéo người tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô trong cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng, cha nhớ. Mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh, em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ, hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày đôi ta sum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta xung vậy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ. Miễn sao mình sống hạnh phúc suốt đời là được. Tuổi tác không quan trọng. Hôn anh tóc tiên. Cái gì? Cái gì? Ông quen tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái, bạn gái. Trời ơi, ông may mắn gì? Vậy? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Mary Banai hả? Bà tóc tiên bên ai nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát ở trong Mary Banai đó. Không có, tôi quen bà Tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà cha vô duyên thiệt. Bà làm tóc cho tôi rồi. Bà tên Tiên, người ta kêu em tóc tiên, tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi. Dễ gì. Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại. Cũng có sáng rảnh, chiều rảnh, tối rảnh mở ra đọc. Tới đọc lui cũng vui. Còn hơn những người mà không có, sắp chết già, chết mòn đó, trên ghế đá. Có
Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Xe cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thế hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết ông nội? Tôi vui quá mà. Cái gì vậy vui? Tôi nói nghe, tôi hát là tôi thu điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thu vô điện thoại, tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bển nào? À, bển đi bển này. Thúy Nga, Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Ê, ôi, qua xa. Bắt tay. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hai mình là ăn ở có đức cho nên trời cho. Cái vòng mà thất đức là phù mỡ. Đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần á. Bà là vô duyên. Tôi nói ông nghe này, tôi nói thiệt á. Cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết, sao biết? Bảo vệ kêu báo ra lấy thơ. À thơ bên Mỹ à? Ừ, thì tôi qua thấy nha. Ê, khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Rồi tôi chốt nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả, còn lâu. Chị quẩn là chị ngồi chị đếm hột sàn. Đây 3 ca nè, 6 ca đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18 ca, hai bên 36 ca. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hộp tầm bậy tầm bạ, không có ai học xoàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Sao không có cơ sở, đi thử chưa, mua máy về thử đi cưng. Thôi, nhìn cái mặt là biết khảm tài sắp chết rồi, hổng này xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt, đó, thấy chưa, dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ. Đọc nghe chơi. Bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Thấy nước ngoài tên lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa có đó. Ừ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần, nhưng không được. Sau này, nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông. Và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ, ký tên Barito. Ồ, ghê không? Lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Vui quá, xa là vui. Trời trời ơi, mọi người gái ai nấy cũng thiệt vui. Nè, vừa phải tao nghe. Ô trời ơi, mấy người mà. Trời ơi, đừng có nói quen với tụi tin đồ ấy, gửi thơ với tay, thơ tay. Tình yêu. Nó mệt quá ông ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không. Đây, thưa tụi chị vậy. Làm gì? Loài chành té bứa ra. Dở qua dở lại trắng nõn không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Yeah. Nè có chữ nào đâu, ông, coi đi. Ông. Cái đó là người ta gửi trên Facebook mà không có in cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In ra không có được. Nè. Tại sao ba ngựa chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, bậy anh. Tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng. Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Hay gốm á, thân chưa dướng bụi trần, hay gốm á. Nè, tại sao ông ở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy? Hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không hiểu tôi chơi với người lừa dối. Làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước. Và hy vọng ông còn chút liêm sĩ mà trả nợ, ký tên Mã Thị Tố.
Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa nguyên câu chuyện ở bên máy di khờ gửi về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa, để cho chị ra ngoài, chị điếm hột sàn. Ha, ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá. Bà hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé? Bà hay quá ha. Ôi giờ sao? Có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi à, ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi người ta đòi nợ mình là như bên kia mời. Ai nói kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè. Bảo quên nè, nghe đi. Nhanh. Ê nghe gì có sao không? Nghe đại đi. Ông nào kiếm bả đó. Nghe đi, bắt cho biết coi, bắt cho biết coi. Con không anh? Con yêu. Con yêu hả? Ủa, tôi quen con heo, bả quen con yêu hả? Bấm cho biết cơ. Alo má hả? Má, má à, con nói má nghe nè, mai mốt á má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi, rồi má cần cái gì á rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài, chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao. Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi, mai mốt chết tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để anh nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao. Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy? Hết biên rồi. Ôi, 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 ôi. Đây, 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 đây. Ê, ê, bà. Quên cái giỏ. Bà xào mình hả, đúng không, đúng không? Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả? Bởi gì? Ờ, đi ngang. Cảm ơn. À, cảm ơn giữ cái giỏ giùm hột sàn không à. Nặng quá. Ờ, quên. Để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm, cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con? Má nè. Thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàn nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi. Ờ. Thôi còn tiền bê cất đi hả? Để im nói chuyện với con. Ờ. Thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu. Khi nào má rảnh mới. Cái gì vậy mà? Khi nào má rảnh mới gì à? Ờ. Bà Liễu. Nhà cứ cho mướn hết đi, má Liễu. Không có ở. Liễu à. Cái dây. Điện thoại hết pin mà gọi gì? Hết pin thì kệ nó chứ mắc mơ. Nhìn gì? Hồi nãy nó gọi vô. Con bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, cho má vô đó chi ở nhà với con. Vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nói chỉ thương thiệt bà. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Ồ. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha.
hai anh chị đây, mình bỏ qua chuyện cũ đi, mình phải vui lên, đúng không? Bây giờ buồn làm cái gì, mình phải hát, mình phải cười. À, ông Kỳ còn nhiều ngày sống ở đâu buồn làm vậy? Dạ, sắp chết rồi vui, được ngày nào vui. Ông nhớ đó nghe. Nhớ, chồng nhớ. Từ nay không có gây chuyện với tôi nữa nghe. À, bà có chết tôi cũng gây như thường. Thôi. Dạ, vô duyên rồi gây chứ sao? Mới nói rồi đã gây rồi. Bây giờ gây chứ sao? Thôi. Nhìn mặt không ưa. Ôi, cho mắc mơ gì ưa, ai ưa ông? Mắc mơ gì tôi ưa bà? Thôi tôi can đi. Can tôi cũng không ưa ông luôn. Cái gì vậy? Ông ra. Không ai tôi ưa gì đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Thì nói chung là còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình thấy vui đi. Vui. Ra. Vui mấy. Em đi em ơi. À, hãy. Vui để giấu những dòng lệ rơi. Hát đi bà, hát đi bà. Hãy ngước mặt nhìn đời. Vì đổi thay ta mang tiếng người. Ta không thèm làm người. Ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người. Ta làm máy bay khắp phương trời. Hey! Cười lên đi em ơi. Cười tươi sống chứ sống lẻ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Nhìn đời đi bà cô. Nhìn đổi thay ta vàng tím. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời. Ta đã chim bay khắp phương trời. Anh Liễu, má, con biết là má thương con, thương cháu, nhưng mà má bà hết nợ với Trần Giang rồi ông ơi. Con không có vui má ơi. Thôi, má lỡ thương con rồi, má thương cho cháu nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp